Xin chào anh em nha. Hôm nay thì mình đang ở khu vực hồ Dế Tất, hồ Hào Nướng, cũng được gọi là hồ Năm Trận. Thì hôm nay mình xin test chuyến này đi thì mình dự kiến là mình sẽ test những cái cây cần China giá 1,6 triệu. À, những anh em nhìn sơ thì đây. Tại vì cái mã này nó hết máy ngang máy đứng rồi, cho nên hiện tại mình không có cầm máy đứng ở đây. Cái cây này là cây gì anh Tân nhỉ? Skyrot. Majorac Skyrot. Cái này là hiện tại là 662 L. Còn đây là cây này. Cái này mình cũng chả biết tên là gì cả, nhưng mà giá mình đang bán là 1,6 triệu. 1702R2 nha anh em. Lua 728g. Còn cây này thì 515g. Và một cái điều bất ngờ hôm nay, cái điều đầu tiên trong đời, hôm nay Trung Đặng sẽ chơi mấy ngang. Hy vọng đừng gói. Bên này bình dương ra. Cá anh em ơi, chim tuyệt vời ạ.
Rồi rồi rồi, dính cá nha. Cái gì vậy? Nó đâu có chạy dữ vậy? Skyrod. Trời ơi, anh em thấy đầu cong không? Không ép được rồi, phải xả ra nhẹ miếng rồi. Em chạy đi, chạy qua đây bắt cá thế vậy. Đi qua đây miếng nha anh em. Giả bộ quay cho clip sơ nhẹ thôi. Tướng. Xe là Skyrod. Mày nghĩ cái cần tao về sao ép? Đây. Con này lớn hơn mà sao rồi nè. Nãy nó bắt con này dễ dàng lắm. Trời ơi. Bắt mày đi. Alo. Đi rồi. Dạ đi rồi, em đang với họ đang bắt cá anh ơi. Nghe không? Gì? Yeah. Rồi chơi mấy giờ vậy? Chắc tới chiều lắm, 2-3 giờ á. Cái lấy có em ấy đứng không? Cầm xuống đây. Có quay clip được mấy ngang nữa không? Đang quýnh cây kia tí nữa, xế xế rồi mới quýnh bắt đầu test hai cây mấy ngang. Mẹ, buổi sáng tao làm cho trong việc mẹ đi, tới chiều có đéo anh hay là chết trái ra. Đang quay clip, bớt chửi. Ê, chắc còn lại cho. Thằng này nó thấy không thấy anh nó bắt đây bắt cá thì sao á. À. Chém dính đuôi, vải xịt, đá dính đuôi. Con quỷ này chạy phải lòi luôn á. Mày đá mồi hả mày? Mày phê là mày đá mồi hả mày? Thôi nha, thôi nha, từ nha. Ở dính vô ngay kì, có ai có kẹp không? Có luôn nè. Kẹp. Cái kẹp á. Có gì thả ra? Ok. Này thì đá mồi hả mày? Nằm đi con. Lêu lêu. Lêu lêu. Mồi target nha anh em. Đây. Ê anh ai quay em clip ơi. Quay em để em xúc qua điện thoại luôn. Yo.
quạt xeo la hay chỉ lộn, cần Trung Quốc nha anh em, cần Trung Quốc, cần Trung Quốc đây, cần Trung Quốc nha, lăng bảy màu mình bán giá 1.6 triệu đây anh em nha. Hơi bị phơi nha anh em. What the hell? Đây. Bét. Cái đây là cá. Chung cái này là 55g nha anh em. Tại vì hồi sáng giờ mà những clip trước thì mình đánh cây 1702. Còn bây giờ thì mình đánh cây 17 giờ từ sáng giờ mình đánh cây 17 đúng rồi, từ sáng giờ mình đánh cây 1702, bây giờ là mình đánh cây 1701. Cái cây 1702 đó thì nếu anh em quýnh bộ lực hoặc là quýnh, nói chung là nó tầm size M thì 728g. Còn cây này thì là 55g. Thấy không thanh? Anh em thấy không? Đánh cũng phê lắm chứ. Với lại thêm một cái nữa, có nhiều anh em họ nói là mình không có, thể là mình nghĩ là có nhiều anh em nói mình không biết đánh máy nghe, nhưng thực sự mà nói đó, mình thích đánh máy đứng hơn chứ không phải là mình không biết đánh, nhưng mà ngược lại mình đánh máy nghe thì mình đánh tay trái, còn đánh tay máy đứng thì mình đánh tay phải. Cũng có nhiều người cũng có nhiều anh em hoặc là nhiều người họ nói đánh xong rồi đổi qua đổi lại này kia, nhưng mà thật sự thì mình thích như vậy hơn, chứ ngoài ra thì tay nào mình chơi cũng được, chỉ có máy đứng á. Máy đứng thì mình riêng bản thân mình thì cảm bản thân mình thì mình quýnh bản thân mình thì mình quýnh con này cây em nhất tỉnh luôn nè anh em. Đây ok anh em nha, cảm ơn anh em đã coi clip nha. Thì hiện tại cây cần sa hu la này thì mình đang bán với giá là 1.6 triệu. Anh em có nhu cầu thì cứ inbox cho mình hoặc là fanpage, số điện thoại mình có để ở trên đó, có gì anh em cứ gọi cho mình. Cảm ơn anh em đã coi video nhé.